nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc. Sau đó đoàn chúng tôi sẽ lên màn biểu diễn với hai sức hát hầu phục vụ cho quý ban hội, quý vị khán giả sau một năm lao động mệt nhọc. Trước sự tri ân của quý ban hội, quý khán giả là niềm khích lệ to lớn cho đoàn nghệ thuật tuồng cổ Thái Phương. Thay mặt trưởng đoàn Thái Phương cùng tất cả diễn viên nam nữ toàn đoàn, xin kính chúc quý ban hội, quý khán giả một mùa lễ hội an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc. Tối đêm nay là sức hát đầu tiên, đoàn nghệ thuật tuồng cổ Thái Phương chúng tôi sẽ lên màn biểu diễn kịch bản được mang tên Lê Quê Phá Kim Quang Trận. Trước khi chúng tôi lên màn biểu diễn, đoàn chúng tôi có chương trình hành lễ với 6 đại lễ như sau: lễ thứ nhất khai nhật nguyệt, lễ thứ nhì điềm hương điềm hoa, lễ thứ ba tam tài phước lộc thọ, lễ thứ tư tứ tứ thiên dương, lễ thứ năm ngũ hành đại bội, và lễ sau cùng là lễ gia quan tấn tước. Giờ hành lễ sắp bắt đầu, các bà môn sân khấu chuẩn bị. Hôm nay Ngọc vừa xin phép được cưỡi trên lưng ông Bạch Hổ trong miếu đình thần Tân An để ông cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, ai ai cũng được sức khỏe tài lộc và đường công danh rạng rỡ, đặc biệt là đối với bản thân mình gặp được sự phước báo trong cuộc sống. Công nhận lưng ông Hổ ngồi đã thiệt nha. Lễ thứ nhất khai nhật nguyệt, gia đình thiên vương thành tài, công lực thảo đồng bụng cúng. Thank you.
chuyện lạ đó nha. Thầy Tuấn Khanh và em có cùng ngày tháng sinh, cùng là cung nhân mã, tạo điều kiện thuận lợi cho em được vào vòng chung kết của Hoa hậu với bà. Thì năm nay tạm thời em sẽ để giải thưởng đó cho thí sinh, để năm sau nó còn chờ em mà. Hôm đó em đi một sự kiện quan trọng hơn của DW Group ngày workshop. Hello everybody, I would like to share with you something about how I was very happy to hear that. Cho em mượn nghịch bản của anh. Je pense que aujourd'hui je suis amusé avec le moi. Nhiều phát minh mình đã nói qua nè, ôm lại chút xíu. Inventions, The Three Kingdoms, nói về thời phát minh của Tam Quốc. Hồi nãy cô nói với con là phát minh của con. Một, Ngưu, Lưu Mã. Của ai phát minh này, của ai? Của cô Hoàng, Hoàng Diệp Lục, Nguyệt Anh, nhân của Gia Cát Lượng. Rồi, giờ còn nhớ lại câu chuyện đó như thế nào không? Phát minh con một Ngưu Lưu Mã là để chức năng gì? Vận chuyển, quân, thực phẩm, quân lợi. Người phát minh đầu tiên chính là ông Graham Bell, là người phát minh đầu tiên, và nhiều nhà phát minh khác thừa hưởng sự nghiên cứu của ông để phát minh ra thêm nhiều dòng, chứ không phải ông Steve Jobs nha. Ông Steve Jobs hãng Apple, iPad của ông ấy, người đã có công phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên thô sơ thôi, chỉ ngồi hai người ngồi, người nói thì người nghe, chỉ ngồi cách nhau khoảng chừng 2 mét thôi, để nhận tín hiệu từ bên đầu dây bên này với đầu dây bên kia, đúng không? Lúc đó là chiếc điện thoại thô sơ nhất đó, chiếc điện thoại bàn thô sơ hơn. Bây giờ nó giống như con tưởng tượng đi, có một cái đường ống, con đưa cái loa, rồi người kia cũng đưa cái loa, người đưa cái miệng vô nói, còn người kia đưa lỗ tai vô nghe. À, cái đó không phải cái trò chơi. Ừ, không phải trò chơi. Đó là phát minh của ông Graham Bell. Nhiều người sau này đã phát triển ra thêm thành cái điện thoại gì? Điện thoại bàn. Điện thoại quẹt số, điện thoại của bên nhà giàu người Trung Hoa sử dụng đó. Thấy điện thoại đâu? Sau này phát minh ra thêm gì nữa? Điện thoại bàn mà cầm nhỏ gọn lại trên tay mình, gọn trong lòng bàn tay. Sau này điện thoại nó phát triển thành này. À, smartphone. Có nhiều hãng điện thoại ra đời. Samsung, Apple. Mà trong đó cô đố con nè. Con có biết Apple và Vivo là đối thủ hay là công ty anh em? Là hai anh em sẽ chết, là anh thằng anh. Rồi, nói cho biết luôn nha. Vivo và Apple là được chế tạo là công ty của cùng một mẹ. Chủ của công ty này là ông Dân Bình, ông Don. Bên ngoài thì ai nhìn ai cũng tưởng nó đối nhau đó, nhưng đó là công ty mẹ đó. Hai hãng khác nhau thôi. Một người mình tạo ra hai cái hãng. Hai hãng điện thoại. Đối thủ. Đó là đối thủ như là khi nào? Cùng một công ty mẹ tạo ra. Anh em nè, những phát minh mà nói tới anh em nè. Hồi nãy cô nói sóng wifi rồi nè. Trước sóng wifi này mình xài 3G, 4G, đúng không? Người phát minh ra sóng wifi là cô Heidi Lamar, nữ minh tinh hơn lớn tuổi lắm rồi. Cô ấy có gia đình rồi, gặp nhiều biến cố trong cuộc sống hôn nhân quá. Cái cổ khổ, cổ đẹp lắm. Cổ là diễn viên già, hạng A của Hollywood. Bây giờ lớn. Không, già thì đẹp lão. Diễn viên già thì vẫn đẹp mà con. Phát minh gì nữa? Phát minh máy. Máy tính. Máy tính, máy vi tính. Phát minh ra máy bay. Phát minh gì nữa? What else? Con định nghĩa lại từ phát minh đi. Cái đó con không dùng từ phát minh được. Phát minh nhà thì gọi là xây dựng, chứ sao gọi là phát minh? Phát minh là gì? The invention. Who invent to build a better life for all over the world? Tức là những cái điều mà con người tạo ra để cống hiến cho cuộc sống của nhân loại. Nãy giờ cô cho mình đi nói là phát minh ra vắc xin người Covid, đúng không? Phát minh ra cái gì mà có ích cống hiến cho nhân loại về cái lĩnh vực nào bất kỳ, đó mới gọi là phát minh. Được chưa? Nó khác cái từ xây dựng. Máy bay. Phát minh ra gì nữa? Xe hơi. Xe hơi, đúng rồi. Phát minh ra máy bay nông nghiệp. Con có thấy máy bay nông nghiệp chưa? Hay cách flycam chưa? Không, là một dạng phát minh đó.
flycam để người ta quay YouTube đó, hay là những studio áo cưới người ta dùng để quay cho khách hàng. Máy bay nông nghiệp dùng trong nông nghiệp. Ta chỉ cần hồi xưa khi chưa có máy bay nông nghiệp thì sao? Con thấy nhà nông cực khổ không? Con trâu đi trước, cái chân bây giờ mình đi theo sau. Bây giờ có máy bay nông nghiệp chỉ cần đổ thuốc xuống thôi, rồi đứng ở trên bờ điều khiển nó là tưới hết đồng ruộng luôn rồi. Những cái hữu ích nhất khi phát minh ra, điều kiện có hiểu là phải đạt được cái thành tựu nào đó, giải quyết những cái khó khăn trước mắt cho con người. Point 2 is me. This is your hometown. Is it in Ho Chi Minh City? After you graduate from university and you study abroad, 10 years later, you come back to your hometown. It will change. 10 năm trở lại thì sau khi con đi du học về thì sao? Nó thay đổi rồi. Nó như vậy nè. Let's try to describe your hometown as it in 5 sentences. I was born in... Louder, please. Louder, please. Nói chuyện lớn như bé Tài vậy nè. Thôi, nó nói lớn tiếng dữ lắm luôn. I was born in Ho Chi Minh City. But I live in An Giang. I live in An Giang province. I live in An Giang province. Yeah, and how about this? Well, Ho Chi Minh City. For example, let's try to imagine this is Ho Chi Minh after 10 years later. Where can we go out for sightseeing, Miss Ngọc? There are many different places. There are many different. Có nhiều thay đổi đúng không? Nói là có nhiều sự thay đổi. There are many different things was changed. Con sẽ dùng câu bị động. Dùng câu bị động trước. There are many different things which change. The first. Rồi, nếu như bắt đầu nói sự thay đổi thì con sẽ dùng phép liệt kê cho con dễ tả. The first, the second, the third. Thay đổi những gì? Rồi, nhìn trước cái tổng quan. Đây. There are many different... beautiful sightseeing or many higher buildings. Higher buildings. Có nhiều tòa nhà cao hơn. Many. Yes, many towers. Specials. And some river. Some river. Yeah. People try to stress.